Các bạn đến tin nhanh 24/7. Chi tiết Yamaha XS155R 2023 chính thức bán chính hãng thị trường Việt Nam, làm cho giới trẻ điên đảo. Có mặt thị trường Việt Nam vào những năm 2019 thông qua một vài đại lý không chính hãng chuyên kinh doanh nhập khẩu xe máy ở Việt Nam. Cây mẫu xe Yamaha XS155R chính thức được Yamaha Motor Việt Nam phân phối chính hãng bắt đầu từ đầu năm 2023. Đây cũng là một dòng xe đang được mong đợi nhờ vào thiết kế cổ điển đẹp mắt, nhưng vẫn giữ cho mình cái động cơ mạnh mẽ, tạo cảm giác lái đầy phấn khích. Vào ngày 30 tháng 12 năm 2022, công ty Yamaha Auto đã tổ chức lễ ra mắt giới thiệu đến người tiêu dùng cây mẫu xe Yamaha XS155R 2023 với một thông điệp là Feel Your Ride, tạm dịch là lái cảm xúc rất đam mê. Các chiếc XS155R 2023 đã được kỳ vọng mang đến những cái trải nghiệm lái phấn khích và thú vị cho khách hàng, đặc biệt là những khách hàng trẻ. Đây một cái dòng xe theo phong cách là Neo Retro, kế thừa từ đặc điểm của dòng là XSR, với một thiết kế cổ điển không quá hồng hố nhưng động cơ mạnh mẽ, dễ dàng điều khiển. Cái cụm đèn pha được tạo hình bo tròn và được trang bị công nghệ đèn LED. Ngoài ra chiếc xe còn được tích hợp thêm cái đèn định vị. Với một cái tiêu chí chất lượng vượt thời gian, Yamaha XS155R 2023 ở dụng ngôn ngữ thiết kế đơn giản nhưng rất chất lượng. Cái cụm đèn lái có thiết kế đơn giản được bố trí cao hơn nhằm tạo tư thế lái tốt hơn. Mặc dù được thiết kế bo tròn phong cách retro, song màn hình LCD thay vì cái dạng analog cổ điển, thì các thông tin hiển thị trên cái đồng hồ kỹ thuật số bao gồm vận tốc, odo, cái lượng xăng vân vân. Cái chiếc Yamaha XS155R 2023 được thiết kế như một cái người bạn đồng hành tuyệt vời cho người lái xe. Ở dụng chỉ bình bộ vành hợp kim đúc nguyên khối, một cái bộ lớp gai hầm hố bền bỉ, bám đường rất tốt, mang cho người lái cái cảm giác tự do, khơi dậy cái niềm đam mê thử thách vượt qua những cái địa hình hiểm trở. Cả hai phần bánh trước bánh sau đều được trang bị là phanh đi đơn. Cái chiếc XS155R 2023 được Yamaha Việt Nam trang bị cho mình động cơ 4 thì làm mát bằng dịch SOC xăng đơn 4 van, dung tích là 155cc với cái đường kính hành trình piston 58 × 58.7m, cái tỷ số nén 11.6:1 giúp đạt được cái công suất đa là 14.2kW, nó tương đương khoảng là 19.3 HP, tại ngưỡng vòng tua máy là 10.000 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 14.7 Nm, tại ngưỡng vòng tua máy 8.500 vòng/phút. Kết hợp với đó hộp số còn tài 6 cấp di chuyển linh hoạt trong đô thị. Ngoài ra cái mẫu xe mới này còn được trang bị cái bộ nồi liên hợp Exit L Plus giúp giảm cái lực kéo ở cần liên hợp, đem đến khả năng di chuyển số mượt mà trong quá trình giảm tốc. Cái trọng lượng kéo liên hợp sẽ nhẹ nhàng giúp giảm mệt mỏi cho người lái. Bộ liên hợp Exit L Plus sẽ ngăn phanh là quá mức, do đó giảm ảnh hưởng đến cái quá trình hoạt động của phần khung gầm, đồng thời chuyển số nhanh chóng và mượt mà hơn. Cái chiếc Yamaha XS155R 2023 sẽ có hai màu sắc cho khách hàng lựa chọn là đen và bạc, với mức giá bán chính hãng là 77 triệu đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, để chi tiết nhớ like và subscribe.